Chào mừng quý nhà đầu tư đến với một trải nghiệm độc đáo, nơi mà nghệ thuật kiến trúc gặp gỡ với tiềm năng kinh doanh đỉnh cao. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một không gian sống và kinh doanh tại địa chỉ là số 290 đường Trường Sa, thuộc địa phận là phường 2 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tận hưởng hòa mình vào sự thanh lịch và đẳng cấp của cuộc sống. Từ góc quay trực diện, ngôi nhà tỏa sáng dưới ánh nắng buổi sáng như là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Mỗi chi tiết đều được chăm chút, mỗi đường nét thiết kế đều nổi bật vẻ đẹp của sự tinh tế. Dưới bức tranh huyền bí của bình minh, tia nắng hồng nhẹ nhàng như bàn tay thần tiên ôm trọn căn nhà đầy mê hoặc trong buổi sáng sôi động và nhộn nhịp. Ánh nắng buổi sáng trải mình qua những cửa sổ vuốt nhẹ lên tường như là lụa mỏng của tình yêu. Những bóng cây bên ngoài nhà chợt rụt rè bước nhẹ nhàng qua những dải ánh sáng, họa những bức tranh ảo diệu và mơ mộng. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng làm nổi bật từng đường nét của nội thất và làm phô diễn vẻ đẹp tinh tế của không gian. Ánh nắng làm nhấn nhá từng chi tiết nhỏ, từ những đóa hoa trên bàn, những đồ vật trang trí tinh tế đến những góc sách cuối khu vực đọc. Những tia nắng này là những sợi tơ mơ ước, là những cánh cửa mở ra cho những dự định lớn lao. Chúng là những phép màu nhỏ bé làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên quý giá và huyền bí. Chúng ta không chỉ sống trong nhà mà còn sống trong một bức tranh vô tận của ánh sáng và tràn đầy sự ấm áp của bình minh. Hãy cùng nhau bước chân vào không gian sống tại vị trí đắc địa trên tuyến đường Trường Sa, nơi mà cuộc sống kinh doanh nhộn nhịp gặp gỡ với vẻ đẹp thanh bình. Đứng ở vị trí ban công của tòa nhà này hay tầng sơ thượng đều mở ra tầm nhìn tuyệt vời về cây Nhu Lộc, nơi mà ánh nắng và gió mang đến cảm giác thanh khiết và yên bình, tạo nên một không gian thoáng đãng và thư giãn cho chủ nhân tinh hoa. Với diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 136m², trong đó chiều ngang mặt trước của tòa nhà là 8m và chiều dài là 17,2m. Căn nhà này không chỉ là nơi để ở mà còn là nguồn thu nhập khai thác cho thuê có giá trị cao. Với kết cấu chắc chắn là một tầng hầm và 4 tầng lầu cộng sân thượng, mỗi không gian được thiết kế tinh tế, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và không gian sống. Hiện tại căn nhà chào bán đang có hợp đồng cho thuê là 250 triệu đồng trên một tháng. Đây thực sự là một nguồn thu nhập ổn định và an toàn khi sở hữu. Và với giá chào bán tại thời điểm là tháng 11 năm 2023 là 63 tỷ. Quý nhà đầu tư không chỉ sở hữu không gian sống và kinh doanh mà còn đầu tư vào một tài sản có tiềm năng tăng giá trị theo thời gian. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng chúng tôi khám phá không gian sống và kinh doanh này. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0983 383 509 để biết thêm thông tin chi tiết và trải nghiệm trực tiếp. Chúc quý vị một ngày tràn đầy niềm vui và sự thành công. Tính Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.